Các bạn tham quan đồi trên nhà ngoại các bạn. Đi khắp ngả đấy. Trên đồi đây còn kiến nữa thôi. Kiến nữa nha. Kiến đi. Đi, có đi không? Tao đi trước thôi mày. Đi trước bốc quay. Chào các bạn. Chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn. Mình đang đi lên núi. À, lên núi. Có một chiếc làng này. Ừ. Thấy vui không? Một chiếc kìa. Ừ. Hiện tại chúng tôi đang ngồi trên cao các bạn ạ. Đây là dưới làng các bạn nhé. Đây là trên làng đấy. Đây là làng khén ngoại này, cái đường các bạn thấy không? Cái đường đường mà này, cái đường này vàng vàng này. Cái trắng đấy. Đấy, đường trắng lên này, là xuống đến đây, cái bản làng ở đây này là được gọi là làng khén ngoại đấy, khén nội đấy. Mà cái núi xa xa mà mờ này, chúng tôi đi tìm mật ong các bạn này, đây trèo lên này. Đấy. Ủa chưa? Hôm nay đi nhà ngoại các bạn ạ. Hôm nay ăn dầm bảy nhá. Đây ở ngoài làm thịt ngan đây này. Để các bạn xem thịt ngan này. Thịt ngan to lắm các bạn. Ông ăn làm thịt xong ông ngan nhá. Đây bà Nhu Vlog đây đang chuẩn bị mổ ngan. Lâu ngày không lên nhà ngoại, hôm nay rằm bảy lên đi ăn rằm nó các bạn. Còn bên đây là cái nồi luộc gà mà. Luộc gà với thịt lợn các bạn nhá. Đây các bạn xem. Đấy, đây hai con gà này. Rất là to. Thịt lợn nhá. Cái mỡ bò gà này. Để các bạn xuống xem chuồng lợn, chuồng gà nhà bà ngoại này. Đấy, bà ngoại đang quét này. Anh ăn nhỏ này. Dạ. À. 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 Thật ra đây mời các bạn xem chuồng lợn nhà bà ngoại này. Đây hai con lợn nái này, con lợn to lắm các bạn. Dạ ba con à, ba con lợn nái à, lợn mẹ. Con lợn mẹ đây phải tầm cỡ hơn 3 tạ các bạn ạ, to lắm. Các bạn xem rất là to. Đây con đây nè, con đây nó dài tầm cỡ về đến mét 7 mét 8 các bạn. Đây các bạn xem này.
Thế con đấy tể lên nó chưa mẹ? Tể lên nó chưa? À. Mời các bạn ra xem chuồng ngan này. Rất là nhiều ngan các bạn nhé. Đấy, nhiều ngan này. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 con ngan nhỏ này. 2, 4, 6, 8, 10. 10 con ngan to các bạn ạ. Và các bạn xem chuồng dê này. Đây, chuồng dê này. Đó, dê bán bớt thì các bạn ăn nhiều quá không đi chăn được bạn. Thì dê mẹ nó vừa đẻ ra là 2-3 con này. Thật chất nhà bà ngoại nhiều dê đó, bà ngoại rất là nhiều dê nhá. Do cái điều kiện này không có nhân lực để đi chăn dê các bạn, cho nên là bán hết đi rồi. Bán đầu đến 300 triệu rồi đó, nhiều lắm. Là nhiều việc cũng có hai ông bà thôi. Bà thì bị bệnh. Bà thì bị ung thư đi viện suốt các bạn. Tôi hay like ra Hà Nội đấy. Đây, mời các bạn này tiếp tục ra xem lợn con nhá. Đây lợn con mới đẻ này. Thế ăn khảm bây giờ. Lợn đẻ được tháng các bạn nhá. Các bạn xem là ba con lợn mẹ này. To lắm các bạn. Đây. Con lợn này khoảng 3 tạ các bạn. Dài lắm, to lắm. Rất là to. Đấy. À. Đàn phong lan rừng có ngoại nuôi này. Nằm cánh trắng HB này. Người ta chơi HO, ông ngoại chơi HB. Nằm cánh trắng đấy. Cái này cầm báo là heo hết rồi các bạn. Không có chăm đến là heo hết rồi. Khổ thế. Đây. Bà Nhu Vlog đây đang làm cái ngan này. Chín chưa? Ok chưa? Cái này luộc hay rang đây? Hay là rang chua? Chưa biết xử lý làm sao. Cái này có khi luộc ra lấy thịt mà xào ăn mà. Xào á? Xào với cái chi? Xào xả ớt rồi bài. Xào với cái chi nữa. Đây các bạn đang xem miền núi này, đây là hướng miền núi rất là đẹp các bạn này. Đó. Đây mà cái núi trước tôi đi tìm mật ong các bạn, tìm ong rừng đấy. Bên đây. Đấy, ở cái núi trước mặt tôi này các bạn này. Ở trên đây. Rất là cao các bạn, đó, trên này rất là cao. Còn hướng đây là đi ra thị trấn các bạn nhá. Đây con đường này họ mới làm các bạn, mới làm đường đấy. Rất là đẹp. Và nhà ngoại đây có cả ao cá các bạn ạ. Cả ao cá này. Đây ao cá đây. Thấy nhiều cá lắm, có đi câu không? Đi. Hả? Đi câu, không đi câu. Đi không? Không đi. Mình xem ao cá này. Cá này thả rất là nhiều loại cá các bạn. Mày khủy ba. Rồi. Ăn chưa? Rồi, mày mày khủy ba. Rồi. Ăn chưa? Rồi, lấy cái chí lên đi trà rồi. Mấy con mấy cái chuỗi thì cần nữa. Kiểu bên kia thì lấy của kia còn cái.
tổ mà. Chín này các bạn, là gà luộc chín rồi nhá. Đây đây nguội băm các bạn ạ. Nóng lắm, không băm được. Của hình trăm mê này nay nhờ. Mấy nó bàn trăm mê. Nó mua lấy mấy cần mới mà ăn. Thịt đây được ra để em xào với xả với ớt các bạn. Chứ còn không luộc này nhá, luộc có 3 con gà rồi. Với thịt lợn nhiều quá. Với thịt ngan nhiều nạc. Nhân xì thịt trâu cho bò. Nhà bà ngoại có ăn luộc đâu, có ăn tám lợn. Chưa cho quen. Chưa, chưa tí mắt tí bò đi vậy. Tí ra vái không biết chưa. Nấu cám lượn cây chuối rồi bột gạo bột ngô. Ăn gạo mang cường chứ ông có. Chưa có ông có mô. Người ông một đây là thịt lợn này các bạn này, thịt lợn này, đây thịt lợn đây, cái lon kha áo cà bọn đi chưa giờ, thịt lợn này, đấy luộc cái này là lên thơ thơ các bạn ơi, ăn rằm đây, rằm tháng 7 này các bạn ạ. Năm nay rằm tháng 7 là trùng với ngày mùng 2 tháng 9 các bạn nha, rất là đông người đi xe đấy ngoài đường. Cho nên các bạn cũng phải cẩn thận nha, đi trên đường. Nhiều người có rượu có bia là đi lang thang đấy. Đây nấu với cái chuối rừng các bạn này, chuối rừng này. Đấy, ướp xả với ớt này. Đấy, tí nữa là nấu thôi các bạn nha. Còn chuối này sẽ nộm với thịt lợn các bạn. Nộm thịt lợn nhá. Thịt gà. Chuẩn bị nộm các bạn. Đây là dưa này, dưa để nộm này. Khoa đu đủ rừng này. Khoa đu đủ chuối. Khoa chuối rừng. Mẻ này. Ớt này, hành trăm này. Mẻ đây là mới ngâm nhá, nó phải hết cái mũ cái nhựa của anh thôi à. Chưa có nộp anh ơi, anh chẳng biết cái gì nữa. Đây sôi rồi các bạn, sôi nếp rồi này, thử miếng các bạn xem nhá, các bạn xem nhiều các bạn đừng có thèm nhá. Đây sôi nếp đấy, nếp rừng lại còn tập đấy, mời các bác ăn buổi sáng luôn nha, chưa ăn sáng các bạn. Cái loại anh đi. Cái loại anh đi à? Lấy luôn à? Lâu ngày vào bếp là các bạn ăn tay làm không rẻ các bạn nhá. Nhà toàn được phục vụ thôi. Nên nhà ngoại mới phải vào bếp. Hôm nay phấn khởi được đi nhà ngoại dậy sớm lắm các bạn ạ. Đến lúc 4 rưỡi mà.
được đi ăn, ăn rằm đấy, rằm bảy đấy. Bỏ vào nước nước chỉ ra những cái chỉ ra mẹ với muối, mẹ muối à, còn hết cái nhựa thì đen đây này, cái đen đen này. Đây là hoa chuối rừng này các bạn ạ. Chứ đây là hôm hoa chuối rừng mà hôm trước đi tìm ong mà ở trên cái đồi đó, ông ngoại đi lấy ở trên đó về đó. Còn nhớ không? Nhớ cái đồi mà hôm trước đi tìm ong hay không? Nhớ. Cái nộm với thịt lợn các bạn, thịt nạc đấy. Hôm nay nhiều món ngon nhưng mà thôi mà ăn các bạn. Các bạn, đây là hoa chuối rừng với dưa chuột nhé. Đào ghê các bạn, đây là thái thịt lợn với bỏ gia vị vào ớt với chanh với là vừng thôi là được một món nộm rất là ngon các bạn ạ. Và bây giờ cho các bạn xem cái sáp ong mà trước đi lấy trên trên rừng vậy đấy, các bạn xem này. Đây các bạn, đây là sáp ong mà bà ngoại phơi khô này. Đây là làm thuốc các bạn nha. Đấy, cái này mà bắt hết mật rồi các bạn, chỉ còn lấy thôi. Cái sáp thành cái sáp này khô đấy. Bạn nào mà bị bệnh đau răng thì đốt cái này các bạn làm thuốc nhé, đau tai đau răng đấy làm thuốc. Bảy đĩa đấy các bạn ạ, chín chặt xong rồi. Gà vàng ươm chia cho đều ra, không thấy không một đĩa xương một đĩa thịt. Con Martin là con ở đây thôi. Cái món nôm này nè, tạo vào cái gì nè, nôm thịt lợn này, thịt gà này, cánh ngan này đấy. Ơi ơi chưa được, thắp hương này coi. Rồi mắm xôi này, xôi nhá, xôi dân tộc, xôi nếp ấy, canh đắng này, lòng ngan này, ngan thịt ngan xào xả ớt này, đấy. Con cổ nổ nơi kêu người chiều hay sao này mà tí cổ mới nhát tỉnh chín mới nhát trên thì măng xiềng quan mới măng hơi quan rô măng cùng thường thì loại cùng quải thì mới thì biến đổi biến nơi biến chiều biến chiều cùng vừa biến đổi. Hôm nay ngày đi là rắn hàng phải rồi, bên kỹ thuật là món hàng hàng chín rồi, có tố có tóm có nom có xỏm nhá.
thôn nhá quan vừa lăn trúng này nhá có tuần này với nhà mũ phú ở tỉnh thôn này với mũ làn mũ tinh với nhà sồn là nhà có chuẩn tỉnh lăng phừa nhà miền chi ở tỉnh ba si thì nơi có tố có tó có nông có sòm thì đến ngày sẽ ngày năm cả ngày tôi có mặt lòng sống rắm cũng là cùng cũng quan nợ và chỉ mà cho hết là sẵn răng lên ăn nữa mà phòng hòn nữa mà phì cho chôn cho quan nó tìm của nhà thì ăn xiêm rồi lén mất ăn hạt tạng giáo cỏ cũng mát nợ không ngọt cho quyền quyền với chị thì ăn rồi thì thôi quan cho vợ chỉ tính ngoan tính gì đó với cổ tả mà nhá rồi, là quen tại quen đó đó là ăn mà còn ông mà đi rồi, cứ mà tóm còn non còn xòm còn phèn còn đại còn cơm lên kem còn, rồi chuyển ra sườn liêu ra nụ, ăn nó mà còn ông nó mà đi rồi, thế thì là sau lại là nô trả nhà xưa xong quen ăn sau thấy ngọt rồi sau thấy ngọt, cái đó lại là cổ lương. Em gọi vừa khấn xong các bạn, khấn xong các cô tổ tiên đấy. Bây giờ chúng ta ra ăn dằm với gia đình nhà ngoại các bạn nhá. Thầy cô, cô lên nhờ, ở lên mày. Thầy có cậu Tuấn đi tới các bạn ạ, tới thầy và bố mẹ nhá. Đi, cô ngồi đi. Vừa ngày rắm mà, thế là ăn rắm rồi ăn muống hàng rồi thằng chín rồi bố khai nhỉ, thôn quan à, bắt lấy đi đó. Lấy số bác rồi về, đâu có về đâu. Rồi các bạn cơm nha. Mời em dằm các bạn. Là chức khỏe nha. Chức khỏe nha, cậu nha. Đây cơm đi. Mời các bạn ăn cơm nha. Cơm ngày dằm đây. Đây, chức khỏe nha. Mày Nam ơi, mày Nam ơi. Chúc chức khỏe nào. Mời các bạn ăn cơm nào, mời các bạn ăn cơm đi. Mời đi. Ý có cười đố cho nó biết nào. Cô anh, mời các giả ăn cơm nào. Chào ông cười ngại ổn. Chúng ta đã ăn cơm. Ngài đến bên. Hỏng lại. Chúng ta đã ăn cơm. Cô anh làm. Chúng ta đã ăn cơm. Chúng ta đã ăn cơm. Mình phải nổ lên nhỏ này. Cạc khó. Chứ hồi khỏe nào. Cái hồi khỏe. Anh chị đã quan. Một đứa các bạn ăn cơm nha. Nó lên thôi là gì à? Thôi là. Nhắn đi của tôi này. Đây thì nhắn này. Thì ngàn đấy. Hôm nay ăn cơm nào anh? Nhi anh chào ăn cơm á, muốn ăn cơm à? Dạ. Ăn cơm với ổng bà. Mình ăn cái mặt ngon ngon này. Mình ăn thì răng bẩn mà có một đĩa. Anh có lấy cái đĩa. Lấy cái đĩa của anh. Lấy đĩa của anh. Con không có đĩa, nó phải sửa với ăn. Rồi ăn đi. Thế rồi, xa thường thì lấy cái đĩa ở trên trứng. Cái xa kín thì một cái đô là rất là cái gì đó là nếu mà ti vong các năng liệu các bạn nó sẽ lắng cùng nó sẽ bị cắt bồn cắt lại anh nhé, anh là một người anh không là chứ mới là cái xa các năng liệu là ta là xe đi với bạn mình tốn như này em được một bạn ôi đứa xe là lên này cô ơi bằng miệng là con
ai cho một con người. Em hết được sai. Ba nghe. Thế là kiểu đến nhà thì ăn mì ở mấy chùa tiền ăn cơm tròn tại nhà một giờ đủ nó vườn mấy hại chứ chưa kiểu mì thì lại mì thì làm cái càng càng lấy càng cột chắc mà được mê bố mà ăn bố mê tiền mến nhưng mà càng cột thì ra nó mà con nó có cái nếu mà là cái xá bao bánh nhiệm của cái hạn này. Thì nó là mê tỷ. Thì xe mày nữa là. Là mê mà tuấn cúi cho nó vậy. Ăn cần có ỉ là muốn nhận người. Người hai mà. Thế tôi nhô người và hai cổ cổ quân nó phải với xà nhóm lại. Ông chờ là hai cổ cổ quân. Anh chào anh. Dạ. Mời các bạn ăn cơm nha. Tôi ăn cơm và không quay các bạn nha. Bạn thấy video hay các bạn cho một like, chia sẻ đăng ký kênh nha. Chúc các bạn buổi tối thật vui vẻ hạnh phúc nha. Chào các bạn nha. Chào các bạn thế nào? Chào thế nào? Xin chào. Chào nha. Ăn cơm các bạn buồn rồi.